xem được bao nhiêu nào. Này tớ bảo có đây có hẳn 3 vị đấy. Ờ thế thì hay là mỗi người một vị đi. Thế vị nào nhiều nhất thì tớ lấy. Tớ lấy coca. Tớ lấy coca. Xem nào, wow,
rồi, nhìn đẹp hẳn luôn kìa. Sao bây giờ tô là được không? Sơn là được đúng không? Không, nếu mà bạn làm giống hệt cái mẫu lúc nãy thì phải dán móng giả lên đấy. À, tại vì móng ngắn quá đúng không? Đúng rồi. Vừa bạn bảo móng tay tắt à? Đúng rồi bạn à, bạn vừa cắt bây giờ. Thôi vậy bạn tớ bây giờ lại có cái sắp tiếp rồi. Móng giả thì phải cắt móng thật, thật ngắn ngắn thì mới chắc được. Bây giờ bạn đúc móng giả đúng không? Đúng rồi. Okay. Này, tôi thấy á, bạn làm thật là dài, sâu nhọn giống như là hồ thủy mang mấy cái phim tần ở trong phim Trung Quốc á. Cái đấy chỉ không cần phải móng tay dài cơ, chỉ lắc cái thật nhọn là được. Đúng rồi, cái đây thì cần lắc vào là xong. Bạn làm móng vuông hay móng nhọn đấy? Móng vuông. Vuông hả? Gắn móng giả lên nhìn tay của bạn đẹp hẳn đấy. Đây, cái phải thế nào? Đẹp hơn tay tớ rồi nè. Chả thế, móng giả phải cắt móng thật đúng không? Đây là đây thế nào? Ê, đẹp nhỏ. Hay để thế này thôi nhỉ? Sơn tớ đi. Đã đẹp này rồi nhưng mà sơn cũng có đẹp hơn không ạ? Hay là bạn sơn cho bạn hòa xong bạn lại làm này. Bạn sơn mặt bạn biết này. Sơn phải đúng mức bạn hả? Bé đi cho mềm móng tay lên như này này. Này, nếu mà sơn cho bạn biết thì cái tay chẳng. Kìa. Ba cái tớ thấy ít. Thế thì tớ sẽ mời bạn ăn bún chưa ngay. Được ăn thế nhỉ. Mời cả tớ đúng không? Không, mời mỗi bạn Hằng lên. Vì bạn Hằng làm món của tớ mà. Okay, nhưng mà tớ đây tớ bảo bạn Hằng làm cho bạn mà. Sơn vào bóng trước hả bạn? Đây là sơn lớp liên kết giữa móng và màu. À, nhất thiết là phải có cái này đúng không? Là để cho tớ màu đúng không? Tớ màu tốt hơn đúng không? Bạn Hà thấy có đẹp hơn không? Nó bóng hơn thôi. Chưa thấy gì cả. Thật ra thì chưa thấy gì mà nhỉ. Tôi thấy rồi đấy. Thấy gì? Tôi thấy móng tay của bạn Hà. Cái câu của bạn Tết nói là tự nghĩ được ta rồi á. Thì các bạn hỏi là có thấy gì không? Tôi thấy mà. Này hay để tôi sơn cho. Không. Thế nên bạn sơn tay kia đi. Không, tớ không đồng ý. Này, yên tâm đi, tớ sơn kiểu gì không đẹp. Bạn Hằng kiểu gì nó nghe ghét hết rồi. Phải hết tớ mới không đồng ý đấy. Bạn kéo quá mà. Đây là trắng sữa chua đấy. Này, Tết tớ bảo, Tết tại sao không lấy sữa chua bôi luôn vào đấy đi. Tí nữa làm cho bạn biết màu đấy nhở. Tết để lấy có hộp sữa chua nhở. Bôi luôn ở trên mặt luôn đi, cho mặt nó trắng ra. Thế thì ai sao tớ sẽ đi đẹp làm đấy. Cái này tí nữa còn sơn màu đen nữa đúng không hả? Đấy không phải sơn mà là vẽ viền màu đen ở ngoài này. Bạn biết muốn thử không? Có đây để tớ đâu. Không, tớ không đồng ý đâu. Bạn cứ làm ngoài này đi, tí tớ vẽ viền cho. Bạn muốn mặt đường ấy, tay của tớ mà. Nhưng mà tớ làm cái màn, tớ làm viền caro cho. Viền caro tớ không biết là được hay không nhưng mà tớ biết cái áo cá trong đấy. Sao lại không tin tưởng bạn Tết đi đi. Chuẩn bị làm gì đấy? Bây giờ tớ xem vẽ cái viền đen đây. À, cái viền đen. Ơ, còn nơ đen thì sao? Nơ đen tí nữa mình làm. Ơ, còn nơ luôn hả bạn? Có chứ. Hay là thôi, không phải làm nơ cho bạn Hà đâu chứ. Ờ, tớ nghĩ là lấy hẳn cái nơ thì đầu tiếp đây này. Nơ đây này, tiếp chọn nơ đi. Rồi, tớ xem nơ cho. Rồi, bạn Hà đưa tay ra đây. Nơ được rồi đấy. Sơn luôn. Đi làm trước thôi. Một vòng. Một vòng đấy hả? Ừ.
Ây da. Bét bét không bị nhanh đấy, bạn Hằng bạn không đi được thể nhanh gì đâu. Từ từ thôi. Tao thấy có một cần câu trên tay rồi. Thôi. Thế này thôi. Bé sát tiền luôn. Từ lúc bé ra ngoài rồi thì mình tô đen vào móng tay đi. Giống như là móng tay của bạn ấy bị kẹp cửa xong tím quá. Thế thì một nửa thôi. Một nửa đen, một nửa trắng. Nhưng mà cái bên này, ôi kiểu bé lớn rồi. Bạn bên... càng to càng ấy luôn. Bé ngọt khác. Bé ngọt khác lên đây chắc là được đấy. Để xem là sẽ tập thử xem nếu mà ok thì biết đâu bạn sẽ lại bén riêng với Thank you.
đẹp nhất rồi. Này, hay là tí nữa làm cho Tuấn bồ đi. Rồi chờ hết luôn. Chờ hết luôn đó hả? Xong rồi. Xong rồi bây giờ Tuấn sẽ mời bạn Hà với bạn Hà đi ăn bún bò Mỹ. Wow. Ok. Cảm ơn Hà nha. Hà có thích không? Có. Đến nha, từ giờ phải giữ gìn nhá. À, tất nhiên là giữ gìn này, nhưng mà nếu sau khi học mày mong đến học á, lại làm giữ gìn nhá. Ôi, trời ơi, có cái này. Thích nhờ. Thì về tay nghề của bạn không? Nếu không là tay nghề thì mai một đi đấy. Ok, bạn Hà nói cũng đúng đấy. Thế thì bao giờ học thì mình lại bảo tôi tự ăn một mới. Ok, cảm ơn chân nha. Nhớ chọn giúp đi đấy. Nếu mình dọn dẹp, bây giờ mình đi ăn đi. Ok, đi ăn đi, tôi đói lắm rồi. Dọn đi đã.